Xin chào các bạn, hôm nay ba mình mới mua sticker cho mình nè. Hôm nay ba Sushi mới mua sticker để Sushi chơi dán vào trong cuốn tập như thế này. Đây là ba bộ sticker. Hôm nay Sushi sẽ chơi một cái bộ sticker nào trước ta? Đó, coi cái bộ sticker này coi, là hình con gì đây? Wow, các loại bướm bướm đẹp ghê luôn ta. Dán nó dán hai cái thôi, còn bố sao dán cái này? Hai cái. Dán hai cái. Mình chơi một cái thôi. Dạ. Có chỉ dán hai cái thôi. Đây. Đây, ba mua cho Sushi rất nhiều bộ sticker và mỗi ngày Sushi sẽ chơi một bộ nha. Dạ, là cái này cho mẹ của mình nè. Ba, con chơi hai cái này. Cái nào với cái nào? Một bộ cũng được. Hai bộ cũng được, cho hai bộ cũng được. Đây, Sushi sẽ bóc cái bộ sticker hình bướm bướm ra chơi trước. Wow, quá trời đẹp luôn. Đây, quá trời là bướm bướm luôn các bạn. Rất là nhiều bướm bướm. Đây là cuốn tập của Sushi đã dán sticker. Đây là của bạn nuôi của mình nè. Dán cái trang mới đi. Con dán cái trang này mà chưa dán bên đây mà. Đây, Sushi đã dán sticker cho các bạn coi nha. Này, đầu tiên là bông gì đây? Hoa gì đây ta? Bông hoa, hoa nào? Dán cái mới đi cho nó dễ coi, cái này có số, này nó đẹp. Ôi vậy hả? Ừ. Trang mới đó. Tên là Sushi dán một bông hoa gì đây ta, để bà con ạ. Đây là hoa hướng dương. Đây là bông hoa hướng dương. Tiếp theo là cái gì? Một con bướm bướm màu gì ta? Màu xanh lá cây. Đây rồi các chấm bi xung quanh rất là đẹp. Đó các bạn thấy không? Quá trời luôn. Rồi thêm một bướm bướm cái hình gì đó, hình gì giống hình cái bông nhỏ nhỏ xinh xinh, một con bướm bướm mà màu hồng có những đường gân nổi lên rất là đẹp, cái đầu nó màu vàng. Nhưng mà còn có cái này giống hình khác nữa đó bà. Cái màu này nè. Các bạn ơi, bướm bướm này rất đẹp nhé. Bướm bướm màu gì đây? Bướm bướm màu tím. Tím, con bướm bướm màu tím. Rất là đẹp luôn các bạn. Mỗi ngày con chỉ dán hai cái này, bữa sau con dán này. Nha ba. Dán hai này thôi. Đây, bướm bướm gì đây ta? Con này một hơi khác lạ chút xíu. Con này là con bướm bướm màu xanh. Nó có cái mắt dễ thương ha. Ôi, sticker con dớt rồi. Lấy lên. Chút xíu làm rớt sticker. Xin lỗi các bạn nha, mình đựng lên ra. Đẹp quá. Quá thì sticker đẹp luôn. Đẹp ghê. Còn rất là nhiều loại bướm bướm khác nhau nữa. Các bạn sẽ từ từ sẽ được Sushi dán và giới thiệu các loại bướm bướm cho các bạn coi. Các bé thấy đã không? Các bé thấy mê chưa? Sushi đang chơi sticker rất là nhiều loại bướm bướm khác nhau. Các bạn có sticker này của mình không? Các bạn hết thì các bạn sẽ đi mua nhà sách, chỗ đó có bán nhiều sticker khác nữa. Hai con bướm bướm. Hai con nó giống nhau ha. Dạ. Bướm bướm sinh đôi ha. Con này sinh đôi, đây là hai chị em. Hai chị em bướm bướm. Đây bướm bướm này với bướm bướm này giống nhau. Là hai chị em của nó đó ba. Như trong một bộ sticker là sẽ có hai con giống nhau hay sao? Đúng rồi đó ba, không phải là em sinh đôi đâu. Con này là con mẹ. Con này con khác.
cái này ta làm ngang. Con mới muốn này. Có con bướm bự chưa các bạn? Wow, bông bướm chúa. Bướm này đẹp quá. Bông bướm chúa là bông bướm mẹ. Có mấy chấm xung quanh nha, cánh của nó. Ba, bữa sau á, ba mua một nước về cho con làm. Con mua cái cà bóp, màu nước kia về con làm hình tại mình mua quá. Cà bóp hình bông hoa luôn. Con này cũng giống luôn nè ba. Chắc hai con này là hai chị em nó sinh đôi nhau quá. Con này con mẹ nè. Hai con chị. Giếng còn. Thôi xa cho chút. Bút chú bự quá không phải để cái này được nữa. Thôi để tạm dưới đây đi. Thôi dán con này nhỏ nhỏ. Con này đẹp quá. Con bướm tiếng Anh là gì ta? Butterfly. Đây bướm. Đây có một cơ bướm bướm nguyên dạo nhân cành hoa. Đâu có bướm bướm thường cành hoa đâu. Wow, đã quá. Bông hoa rất là tươi thắm. Chú bướm bướm đang hút mật của cành hoa. Đâu bướm bướm hút mật của cành hoa này. Để cho bạn nên lấy một cổ của con bướm bướm này nè ba. Con ăn cho hết mật con nó ra. Đâu dơ lên các bạn coi chứ. Trước khi dán phải dơ lên các bạn coi. Cho các bạn coi, nhìn thấy cho nó rõ. Nhưng mà còn hết chỗ để mấy cái này rồi, về sao ba? Cục cốt đó. Đó là cục cốt hay giấy và cái bồn cầu. Rồi, bữa sau Sushi sẽ dán cái stick cho. Cục cốt. Nó cười. Con dán một cái nữa, còn bữa sau dán cái khác. Ô, hết chỗ rồi. Cái này, cầm trên này. Các bạn ơi, mình đã... Sushi đã dán đầy một cái trang giấy rồi. Sắp hết chỗ dán luôn. Chỉ còn 1, 2, 3, 4, 5, 6. Còn 6 cái nữa. Hy vọng sẽ đủ chỗ dán cho. Đây, dán trên đây này. Trên đây còn chỗ trống. Còn lại mấy cái bông hoa nhỏ thì mình sẽ dán ở cái vị trí cho nó xen kẽ là đúng rồi. Đó, tha hồ đi xuất chỗ. Wow. Hôm nay bông bướm gì ta? Bướm 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 màu xanh lá cây, bướm bướm đen, bướm bướm vàng. Là có nhiều màu sắc trong lũ của nó lắm. Thì sắp hoàn thành cái bộ sưu tập bướm bướm. À, các loại bướm bướm rất là nhiều, các loại màu sắc khác nhau nên con bướm bướm màu hường hường, rồi thêm một cái bông hoa nữa. À, bông hoa này cho bướm bướm đậu lên, rồi thêm khoảng 2 bông hoa nữa là Sushi sẽ hoàn thành cái bộ sưu tập bướm bướm. Xong sticker rồi. Bướm bướm xong rồi tới cái này rồi tuần sau dán vỏ cánh cam rồi ba vô phim cho đẹp. Giờ xong bộ này thì chú Si sẽ chờ các bạn ha, để mình chuyển qua một cái bộ sticker mới nha. Rồi bây giờ đang quay lại cho các bạn coi toàn thể cái bộ sticker đây. Đây xin giới thiệu các bạn, đây là các cái bộ sưu tập sticker bướm bướm cho chú Si mới hoàn thành. Rồi bây giờ chú Si đã làm xong, xin chào các bạn đi con. Xin chào các bạn.
Bye bye các bạn phải nhớ Bito Sushi TV nhé.